Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại cho mình một like và nhớ chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhé. Ngoài ra thì các bạn nhớ kích vào nút đăng ký và kích luôn vào cái chuông để không bỏ lỡ tất cả những video mới từ channel của mình nhé các bạn. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft Headset. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về headset. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên là share một like, một share cũng như một lần đăng ký. Và đừng quên là kết video để nhận được thông báo mới nhất và sớm nhất từ channel mình. Ngoài ra, nếu như bạn nào là fan chắc chắn của mình cũng như yêu mến mình cũng như thế mình làm tiếp tục những cái video về Minecraft, và đừng quên là giúp mình đạt video này 3.000 like cũng như đã là cho mình hashtag, đó chính là fanacademy, hashtag academy cũng như hashtag nút play vàng nha. Và nếu như bạn nào thích xem Minecraft MCB có thể xem bên kênh MKMCB, còn như như thích xem Minecraft Pop Bách có thể xem bên kênh MK Minecraft. Và ngày hôm nay á, mình muốn thông báo cho bạn biết là mình sẽ làm lại series headset. Và nếu như video, nhưng có một điều đó chính là series headset này sẽ là headset hardcore nha các bạn, siêu khó đó. Và nếu như video này đạt được 3.000 like cũng như là 100 chia sẻ và 50k view thì mình sẽ làm tiếp vào ngày mai, chắc chắn ngày mai các bạn sẽ có tập thứ hai. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào, let's go. Ok, và mình đã vừa mới tạo một cái thế giới mới nè các bạn. Sau này tầm nhìn có vẻ hơi to các bạn ơi. Ok, và wow, lâu lắm rồi chúng ta mới quay trở lại thế giới headset. Và đây là phiên bản hạt con ngựa nó co nha các bạn. Cho nên hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình cũng như là thích mình làm tiếp tục cái series này. Và like, share cũng như click đăng ký để ủng hộ cho channel mình nhé. 3.000 like và 100 chia sẻ nha các bạn. Chắc chắn là đơn giản đối với các bạn đúng không? Chẳng lẽ mà 3.000 like với 100 chia sẻ mà các bạn cũng không giúp mình đạt được đúng không? Nếu vậy thì các bạn đâu có thích mình làm headset đâu. Cho nên nếu như mà không thích thì mình sẽ không làm. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái rìu nha. Lấy lại cái bàn chế tạo nha. Quay. Quay. Quan trọng là bây giờ chúng ta sẽ cần làm gì bạn biết không? Chúng ta sẽ cần phải gọi là làm một cái giường sớm. Tại vì sao? Tại vì trong thế giới này nó rất là nguy hiểm các bạn ơi. Gõ đi cùi á, ốc guốc gì cùi á. Gì mới đánh mấy cái bể mất tiêu rồi. What the hell? Cái gỗ này cùi à. Đâu được vậy, thôi mình sẽ lấy để mình chặt gỗ cái đi. Lấy gỗ thiệt là nhanh đi các bạn ơi. Và hiện tại thì mình đang bị nghẹt mũi quá, cho nên mình nói chuyện nó hơi nghẹt tí, các bạn thông cảm nha. Ok, chúng ta sẽ lấy gỗ sớm đi. Sau đó mình sẽ chuyển qua. Ủa sao mình quýnh mấy con bò nó lại hư nhanh hơn nhờ. Mình cũng chả biết nữa. Wow, ở đây có khá là nhiều mấy cái này nè. Cái này là gì bạn biết không? Đó là cái cỏ gì mà để chúng ta có thể đập nó ra máu á bạn. Và cô kê ngon rồi. Đêm gọi là thức trắng ở trong cái set. Ủa sao quýnh mấy con bạn đợi ơi, quýnh mấy con mob. Cái đồ nó hư đúng nhanh luôn. Rồi ok rồi. Mình đã có đủ. Ủa nãy giờ làm gì mà nó kiểu như là nó ấy quá ta. Ok. Chuột mình nó sắp hư rồi sao ta ơi. Nó bị gì á. Ok. Cái gì tiếng ồn vậy. Không, 30% đấy các bạn ơi. Biết không, biết tại sao mình để 30% không? Để 30% có gì á, mình còn nghe tiếng mấy con zombie dâm bụng các bạn. Hey, chưa gì là mình thấy dưới kia có ấy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống đi kiếm gọi là kim của người nó cương trước nè. Tại vì cái mod patch này là mod patch headset các bạn. Và các bạn biết rồi, headset thì nó có rất là nhiều kim cương ở tất cả mọi nơi. Không cần chúng ta phải kiểu như là đi xuống dưới xa xôi ở đâu hết á. Chúng ta chỉ cần gần nó cũng có kim cương nữa. Này là cái gì, đá đỏ đúng không? Đá đỏ hả? Ok, thôi mình đi lên đi, mình lấy một vài cục đá hả các bạn ơi. Tại vì chúng ta sẽ cần phải làm mấy cái đồ bằng đá trước. Và chúng ta sẽ làm cái kiếm các bạn, cái kiếm to ấy. Cái kiếm to bằng đá nha. Nhưng mà quan trọng là bây giờ phải kiếm được kim cương trước. Làm thành cái kiếm kim cương luôn cho nó bẩn các bạn ơi. Tại vì có cái kiếm kim cương rồi thì nó dễ rồi. Đây, mình sẽ làm kiếm to nè. Kiếm to bằng đá thì easy thôi. Để cái que đây, kiếm
Quá là dễ dàng luôn các bạn ơi. Không biết ở trong này có cái đồ nó tăng máu không ta? Giống như kiểu mình sẽ tăng thêm máu cho mình đấy. Hình như có thì phải. Uầy, có nghe tiếng nhện ghê ghê ở đây. Sao mình sợ, bắt đầu mình cảm giác mình sợ con mob và mình bị lỗi skin các bạn à. Mình không biết là skin ở trong cái headset này nó bị gì nữa mà mình nó làm mình bị lỗi luôn. Thôi kệ đi, lỗi skin thì không sao đâu. Ở đây có gì nè, chúng ta qua đây trước đi. Bỏ tạm thời bỏ qua khu vực này các bạn. Qua đây mình kiếm coi thử coi bên này có cái gì các bạn ơi. Ok à, cái giường sẽ để ô này cho nó an toàn các bạn. Và cái cúp gỗ sẽ vứt đi, tại vì mình không cần cái cúp gỗ nữa các bạn ơi. Gỗ giờ là tầm ngựa nó thường rồi. Né ra nha các bạn, ở trên này nó nhiều khi nó rớt mấy con vu slime xuống á. Mấy con slime mà kiểu như được búp hiệu ứng các bạn. Nó vả mình không trượt phát nào luôn ấy. Ok, ok. Uầy, đã đỏ là va các thứ luôn vậy. Chơi gì ở đây có ấy nè các bạn ơi. Ở đây mình thấy có than nè. Đây than đúng không? Than chứ nữa. Ok. Ok, có than là ngon các bạn, làm đuốc các bạn. Tại vì mình muốn làm đuốc để mình thắp sáng lên thôi. Ok, ở đây có gì đây? Có gì à? Bên này có một cái nhà dân mà nó lại nằm ở ngoài là sao ta? Khó hiểu nhờ. Không có gì luôn. Còn cái này cái gì đâu ta? Đây là cái gì vậy? Ủa gì vậy? Tối thui vậy? Đào không gì? Chỗ này bị lỗi ánh sáng à? À hóa thạch hả? Đúng rồi, hóa thạch các bạn. Này đá đỏ thì chỉ có gọi là gì ta, sắt ở đây sắt mới đào được thôi. Ok, có sắt các bạn ơi, tại vì chúng ta phải kiếm thật là nhiều sắt, nhanh lên để làm gì, để phải nồi cái hai cục à, để cái gì á mình có thể gọi là đào được kim cương các bạn ơi. Kim cương nó sẽ rất là gần đây thôi, kim cương rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn, tại vì hết xít mà. Nó đâu có phải như là mấy kia đâu, kim cương nó nằm dưới tầng 11. Còn cái xít á là kim cương nó nằm ở tất cả mọi nơi các bạn, nó thích là nó nằm ha. Đây là cái gì đây? Cái gì đó đây? Alumium. À, alumium. Ok. Quay. Đây là mình sẽ dùng V-Miner được không? Không dùng V-Miner được. Không có V-Miner các bạn. Ok, có V-Miner là thôi vậy. Cần gì? Ok, ok. Mình sẽ lấy hết than nào. Quay, bên này có một... Wow, bên này có một ngôi làng nữa các bạn ơi. Bây giờ mình mà đi hết một vòng ngôi làng này là mình gọi là hốt bạc luôn các bạn ơi. Mình lấy hết tất cả gọi là gì ta, mấy cái đồ ở trong cái mấy cái làng này thì nói chung là cũng quay. Cái này không phải là ngôi làng. Oh my god, cái này là ôi cái đó không phải ngôi làng các bạn ơi. Cái đó là lấy gì á, cái này là cái chỗ đinh trình các bạn ơi. Oh my god, đinh trình một quay. Đi, di chuyển các bạn ơi, đinh trình nguy hiểm. Quay lấy mấy cái này coi. Này là máu các bạn ơi, còn cái này là emerald sash, là như là ghép lại thành cục emerald thì phải. Ok, chúng ta sẽ cố gắng trên đường đi mình kiếm những cái hexico luôn nha các bạn ơi, tại vì chúng ta sẽ chế tạo những cái bộ đồ của hexic thì cần phải có những cái hexico đó nha. Wow, căng thẳng quá. Chơi bình thường mình chơi hexic thường thì nó đỡ căng thẳng hơn các bạn. Lần này mình chơi hardcore luôn, tại vì mấy cái mod patch này chúng ta phải chuyển sang hardcore thì kiểu nó mới khó chứ các bạn, đúng không? Chứ còn chơi thường thì nó quá đơn giản rồi, kiểu như là chơi thường giờ nó cũng siêu dễ rồi, nó không khó lắm. Cho nên mình chuyển qua chơi hardcore để mình thử thách bản thân các bạn. Không biết là các bạn có thích mình chơi cái hexic hardcore nha các bạn, thì các bạn nhớ gọi là giúp mình đạt 3.000 like cũng như là 100 chia sẻ nha. Ghê ghê quá, nghe tiếng zombie ghê ghê quá ta. Sợ quá, sợ bả nồi luôn á. Nhện rồi zombie các thứ luôn. Ok, chúng ta sẽ vô đây vơ vét một ít đồ nào. Khoai tây này, khoai tây này nó mắc cực kỳ các bạn, cho nên mình sẽ giết thật là nhiều bò.
sẵn tỷ chúng ta nung thịt bò lên chúng ta ăn luôn các bạn ơi. Wow, trời đã tối. Ê, hình như Hexico thì phải. Rồi mình ăn cái, hình như đây là Hexico đó các bạn, đúng không? Mình tới mình coi coi. Hình như là như vậy á. Đúng rồi, Hexico gì nữa? Hexico Action. Ghê không? Quá là easy game luôn. Chưa. Ui ui ui, coi nào nó rớt xuống một cái là ăn mất luôn các bạn ơi. Đấy, ok, để mình quay về mình ngủ cái bạn, mình đã có giường rồi nè. Đây, số 9. Ok. Nè, chúng ta sẽ tiếp tục lấy da bò các bạn ơi. Quá giờ trời bò luôn. Ok, tí nữa mình chỉ cần săn ít tơ nhện nữa thôi, hoặc là chúng ta có thể hình như là trong này có cái cây cô tông thì phải, chúng ta có thể kiếm được sợi chỉ ở trong này các bạn ơi. Và hiện tại mình đang nấu thịt bò lên rồi và chúng ta sẽ tiếp tục đi kiếm da bò. Yeah. Này thì chui lên trên này, ở dưới này không ở, chui lên trên. Và ủy là Hexico đó nè các bạn ơi. Quay, may mắn, 2 Hexico đó. Chúng ta sẽ cần 24 Hexico cho một bộ đồ thì phải. Theo mình công thức mình nhớ không nhầm. Ê, bên này là có thêm Hexico nè. Wow, 3 Hexico ơi. Vùng này làm gì mà nhiều bò thế nhờ? Chẳng biết luôn. Không biết là tại sao nó lại. Uầy, đây phải kim cương không? Mình nghĩ đây là kim cương đó các bạn ơi. Ê, mình nghĩ đây là kim cương. Ok. Từ bây giờ mình sẽ phải đi kiếm một ít sắt nữa. Đây là kim cương chắc luôn. Cứng lắm. Đúng rồi, kim cương đó các bạn ơi. Ngon lành. Bây giờ mình sẽ kiếm một ít sắt nào. Hiện tại là mình đang có 2 cục sắt thôi. Bây giờ mình sẽ xuống đây lấy một ít sắt. Cẩn thận nha. Mấy con zombie nó sẽ không thay cho mình đâu, mình chỉ sợ Reaper thôi các bạn à. Tại vì Reaper nó nổ đau lắm. Không đùa được đâu. Tại vì ở đây cũng không có khiên nữa. Ok, bây giờ mình sẽ đi lên đi. Sau đó chúng ta sẽ nung đồ lên và xuống đây vơ vét toàn bộ kim ngựa nó cương các bạn. Đây là sỏi hả? Đi quên nhà luôn chứ. Ok, đây. Uầy, đây nó nung nhanh thế. Nung nhanh vãi nồi các bạn ơi. Ok. Nó nung nhanh vãi nồi luôn nè. 20 mấy miếng thịt rồi nè. Ghê không? Để mình coi thử coi. Bắt túi nè. Túi đúng nè. Da thì cần ít, nhưng mà chúng ta sẽ cần cực kỳ nhiều luôn. Uầy, cái tum cái gì đây? Cái cây gì đây? Cái gì? Tum fluid là cái gì ta? Một đổ ba cái được 6 ấy luôn. Được tới 6 cái tơ luôn các bạn ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi qua lấy kim cương nào. Chà, để mình chạy qua khu vực mình lấy kim cương nào. Chắc là mình sẽ lấy 3 cục mình làm cái cúp trước. Sau đó chúng ta sẽ cố gắng để dành để làm đủ cái kiếm bự như thế này bạn, cái kiếm kim cương này. Tại vì cái kiếm này đam nó rất là to luôn và nó sẽ giúp chúng ta gọi là chống cự với tụi yêu quái các bạn ơi. Này con, nó ngỏ lên không? Làm gì có, đúng không? Ok, lên đây. Chết mày rồi con. Mày ra ánh sáng. Mày thích ra ánh sáng không? Ok, thử rồi, phải kim cương không? Chắc chắn là kim. Yes. Wow, kim cương. Ui, quá đã các bạn ơi. Trời ơi, ta nói nha, nó đã gì đâu luôn á. Nó đã. Như vậy là chúng ta đủ làm một cái cúp kim cương. Và bây giờ mình sẽ kiếm thêm 5 cục kim cương nữa để chúng ta làm một cái kiếm. Ngoài ra thì đêm nay chúng ta sẽ cố gắng là kiếm thêm sắt nữa hả, để làm giáp luôn các bạn ơi. Để mình làm một cái bộ giáp luôn. Để có gì mình còn đi kiếm thêm mấy cái sợi chỉ nữa các bạn. Ok, bên này còn kim cương này. Mình đang bị bệnh rồi. Đây, kim cương này chứ nữa. Đó, dưới này còn không? Đào ra coi thử coi. Cắm nước đây có thế nào nó bị tan ấy ra không ta? Sắt này. Không biết cái cục kia phải kim cương không ta? Hơi tối, mình nhìn không rõ nữa. Quay, cẩn thận bạn ơi.
cẩn thận bạn ơi. Ê, cẩn thận cái coi chừng ok, hạt co đấy chứ không phải là hết sức thường đâu, cẩn thận. Như trong kia là kim cương đó bạn ơi. Quay cũng đúng rồi, mình như ở trong là kim cương đó bạn, mình nghĩ vậy á. Wow, sắc nhiều quá nhờ, sắc nhiều là ngon rồi, sắc nhiều là được đấy. Quay lỗi rồi mãi nồi. Thế các bạn thì mình nên làm kiếm hay là làm máy trước ta? Nhưng mà chắc là mình sẽ làm kiếm trước đi ha, tại vì cái cúp chúng ta có thể làm cúp sắt được các bạn, sắt chúng ta quá trời luôn này. Mình sẽ làm cái kiếm to chứ, đây kiếm to là hình như 5 cục luôn không phải đúng không ta? 5 cục ờ đúng rồi, kiếm to là 5 cục luôn bạn, mình ưu tiên. Ok, oh my god, oh vẫn thiếu bạn ơi, như vậy là mình vẫn thiếu. Oh my god, rồi luôn, thiếu luôn các bạn ơi. Như vậy là chúng ta vẫn thiếu một cục kim cương để có thể làm được một cây kiếm. Bán hồi skin nhìn bẩn bựa vậy. Ok, lấy thêm ít hạt giống cái thứ nữa coi. Tại vì hiện tại thì tự nhiên mình lấy đi thì cái nước nó đóng băng, cho nên nó dẫn tới là cái đất nó đã khô hết rồi các bạn ơi. Thiệt chứ, quá trời hạt giống luôn nè. Giờ mình sẽ đợi nó nấu sắt xong, chúng ta sẽ chế tạo một cái bộ giáp, cũng như là coi có khi ngân chúng ta sẽ chế tạo cái khiên. Ok, chúng ta sẽ làm một cái khiên sắt đi. Sắt đầu Iron Steel. Ồ, được, mình sẽ làm một cái khiên để chúng ta cầm lên các bạn ơi. Có gì chúng ta đỡ đòn các thứ các kiểu luôn. Và làm thêm một bộ giáp nữa, và mình có 40+ sắt luôn mà, lo gì vấn đề này. Vấn đề bây giờ là chúng ta làm một cái khiên nào. Ok, ok, wow, bây giờ gắn ở đâu đây? Ôi mày chết. Okay, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cái bộ giáp sắt trước đi ha. Mình nghĩ là nên làm bộ giáp sắt trước các bạn ạ. Thì sử dụng cái phím gì để chúng ta... Ok, bạn này mà biết cái phím nào mà có thể sử dụng hai tay trong mấy xích thì bạn nhớ comment ở phía dưới cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục gọi là lên đường đi khám ngựa nó phá các bạn ơi. Và mình sẽ cố gắng đi kiếm mấy cái sợi chỉ để chúng ta có thể làm được mấy cái túi đồ. Tại vì bây giờ đồ mình bắt đầu nó nhiều á bạn, nhiều quá nồi luôn á. Ok, và ở đây thì nó có rất là nhiều lúa, chắc là mình sẽ lấy tạm mấy cái lúa chín thôi. Không lấy mấy lúa sống đâu bạn, lấy mấy cái lúa sống, mấy cái lúa mà chưa chín á nó... Ờ đúng rồi, chưa chín là nó là sống á. Thì nó cho hạt giống nhiều quá, mình không thích lắm các bạn ơi, mình không thích hạt giống lắm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào vùng gì ta, vùng băng, vùng nước gì đây. Ok, để coi. Let's go. Đấy, với lại mình sử dụng thêm respect đấy bạn, cho nên nhìn mọi thứ nó mới mẻ hơn hẳn. Quay cái vùng này, cái này vô nó dễ bị rớt xuống lắm nè, mình nhớ nè. Ở dưới nó quá trời spawner luôn, lạng hoạn là coi như bỏ xác ở dưới đó luôn các bạn. Ngoài ra thì trên đường đi chúng ta có thể kiếm được cái cây ấy thì ngon, kiếm được cái cây cây cô tông thì ngon. Ok, thôi đừng có dụ tôi, đừng tưởng tôi không biết ở dưới đó có rất nhiều spawner. Tôi đã bị dụ một lần hai lần thôi chứ tôi sao đâu thể nào mà dụ tôi hoài được đúng không? Ok, vùng gì đây nhìn đẹp thế, hoài vùng gì mà nước non từ lưa hôm dưa luôn. Ôi, nước hơi sâu các bạn ơi, nước hơi sâu. Ô cái ấy da té hoài à. Ôi, cái này có gì nữa nè. Ôi lại đinh trình nữa các bạn ơi, mình không có thể nào mà khám phá đinh trình được đâu, tại vì nó khó lắm, gọi là nó vẽ không trượt phát lào luôn ấy. Thì chà, trên đường đi chúng ta cố gắng kiếm thêm mấy cái hexcol nữa các bạn ơi, mình có 3 cái rồi, chúng ta sẽ cần thêm một 21 cái nữa. 21 cái chúng ta vẫn có thể làm được mà đúng không bạn? Đâu có gì đâu khó. Quan trọng là niềm tin ơi, có niềm tin là chúng ta sẽ làm được. The hell, sao đây lại có một nhà của thợ rèn nằm chơ chọi đây. Có được vài sợi chỉ nè. Vô có người này lấy sợi chỉ rồi, lấy cái này luôn. Thôi, hiện tại mình còn quá nhiều đồ ăn đi, cho nên mình cũng không cần phải làm bánh mì luôn. Tiếp tục lên con ngựa nó đường khám phá nào. Đây là kim cương hay lưu ly các bạn? Mình nghĩ đây là kim cương các bạn ơi. Để chúng ta thử lên coi. Quay. Kinh khủng. Kim cương đúng không?
kim cương ta nói gọi là nó nhiều vãi nồi luôn chứ không phải nó nhiều bình thường nữa các bạn ơi. Ok, ngon rồi đó. Vậy là chúng ta đủ làm kiếm kim cương rồi, cho nên chuyển sang kiếm kim cương không ta? Mình đang có 11 sắc rồi. Mình sẽ chuyển sang thành kiếm kim cương đi các bạn ơi. Tại vì kiếm đá đam nó cũng khá là thấp ấy. Tôn. Không biết nhiều đam luôn nhưng mà thôi kệ đi. Đó, có được cái kiếm kim cương rồi là bắt đầu mình khỏe khỏe rồi đó. Tiếp tục lên đường nào. Tinh trình nhiều vãi nồi luôn ấy. Quay, hết score. Nói chung là tinh trình nhiều vãi nồi luôn ấy. Mà bây giờ mình vô là mình sợ nó quýnh mình không trượt phát lào luôn các bạn ơi. Ủa, mấy anh cung nữa thôi. Mình nghĩ là thôi đi, đừng có ham vui làm gì. Từ từ rồi khi nào đồ xịn rồi lúc đó muốn đánh gì đánh. Đây là mấy đúng rồi, mình có nên chế mấy cái đồ của Tinker không các bạn? Trong mod này nó có Tinker ấy, không biết là mình có nên chế tạo mấy cái đồ của Tinker không? Các bạn nhớ comment ở phía dưới cho mình biết nha, để lại bình luận nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục lên đường nào, tiếp tục khám phá nào, có rất là nhiều thứ rồi. Tại vì mình vừa đi á, mình vừa mở rộng bản đồ nữa các bạn, cho nên yên tâm đi. Mía này thì bỏ gì được trời, bỏ thịt dâm mình đờ héo. Đấy, mía là nó mọc màu vàng, nhìn không biết cái gì ra cái gì luôn. Ok, thôi mình đi qua hướng bên này đi. Tại vì chúng ta nên nhìn minimap được. Nhìn minimap được các bạn ơi, không nhìn minimap là dễ ăn mất lắm. Ok, đi qua đây đi. Tại vì bên kia mình cảm giác nó toàn nước không à, cho nên đi nó rất là lâu. Các bạn đi bên này cho nó ok. Mẹ lên, mạnh mẽ lên nào. Ok phải nồi luôn á. Ui, trên này quá trời quái luôn chứ. Xui vãi nồi. Tiny. Năm này tiny gì? Con này nó bắn mình rớt dương nè. Con này nó bắn mình rớt dương nè. Có khi nào không các bạn? Có khi nào nãy mình quên làm cái gì các bạn biết không? Mình quên làm một cái xô nước, để cái gì nó bắn mình rớt xuống. Mình còn dùng cái xô nước á, mình thả xuống đất thì mình kiểu như là giảm đam các bạn, rớt nó đỡ đau hơn. Khổ quýnh một cái mười mấy đam luôn các bạn ơi. Mình chém một cái con nhện 16 máu, còn có 3 máu rồi. Kiếm công nhận kiếm được khỏe đi. Mình vài bữa đó mình chan lên quay 2000 mấy độ bền luôn. Ok, let's go. Để coi thử đêm nay chúng ta sẽ sống sót như thế nào các bạn ơi. À, có nhện này, sẵn tiện mình đi săn nhện luôn, chế tạo mấy cái ba lô luôn. Quay, bình tĩnh. Calm down. Cái gì đâu mà căng thẳng gì hả? Mấy anh nhện, mấy anh zombie. What the hell? Mày thích không? Nhóc con. Với lại á, ở trong này á, bạn đánh quái á, nó còn cho bạn máu nữa, nó được mấy cái trái tim ấy, thì bạn sẽ đỡ bị kiểu như là mất máu quá nhanh nữa các bạn. Ripper vẫn trâu nhờ. Ripper trâu quá các bạn ơi. Ok các bạn ơi, có lẽ là tập này thì chúng ta cũng khá là gọi là được rồi đó, kiếm cũng được năm sáu cục kim cương, hơn 8 cục kim cương các bạn à. Và chúng ta cũng đã gọi là có thể gọi là khá là trâu bò đánh lộn với tụi quái luôn nè, thấy không các bạn? Thấy không, mình đâu có sợ tụi quái đâu, mình có thể gọi là bêm tụi quái luôn, bêm tụi nó luôn, thấy không? Đâu, mình đâu có sợ mấy con quái này. Quay cái đầu
Reaper chơi ha. Ok, thì nếu như bạn nào thích mình làm tiếp tục cái series Hexis Hardcore này thì đừng quên là cho mình một like, một share cũng như một cái đăng ký. Và đừng quên là kích vào chuông để nhận được những thông báo mới nhất và sớm nhất từ channel mình. Ngoài ra nếu như video này đạt được 3.000 like cũng như 100 chia sẻ thì mình sẽ làm tập tiếp theo. Đảm bảo hứa xịn với các bạn là sẽ làm tập tiếp theo luôn. Còn bây giờ thì có lẽ mình sẽ tạm dừng đây và chúng ta đã có 5 Hex còn trước khi chúng ta kết thúc cái video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip về Hexis siêu khó kế tiếp nếu như được 3.000 like, 100 chia sẻ và 50k view nha. Còn bây giờ thì bye bye.